mục đọc truyện Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe Nguyễn Thanh đọc tiếp Chuyện Thủy Hừ, một danh tác cổ điển của Trung Quốc. Mọi người nghe nói mới hiểu võ tổng chính là anh hùng đánh hổ trên núi cảnh dương ngày xưa. Liền cùng nhau đứng dậy nói đỡ cho tưởng môn thần rằng, Xin hảo hán cứ yên tâm, tưởng môn thần sẽ tức khắc phải trả quán rượu lại cho chủ cũ. Tưởng môn thần kinh sợ vô cùng, liền đem tất cả các đồ đạc trao cho thi ân rồi thuê một cỗ xe xếp một ít hành lý bén lẽn từ tạ mọi người rồi đi thẳng. Võ Tòng cùng Thi Ân mời mọi người uống rượu mãi đến chiều tối mới tàn. Bây giờ, lão quản doanh nghe tin Thi Ân đã đoạt lại được khói hoạt lâm, liền cưới ngựa đến tiểu điếm để tạ ơn Võ Tòng, rồi ăn mừng luôn mấy hôm, rất là vui vẻ. Mọi người nhận biết Võ Tòng thì ai nấy đều tỏ ra kính trọng và lần lượt đến chúc mừng. Mấy hôm sau, lão quản doanh trở về trong trại, thì ân liền lưu võ tòng ở lại, rồi sửa sang hàng quán buôn bán rất là sầm uất gấp năm bảy lần xưa kia. Từ khi thi ân nhờ được võ tòng báo thù và chiếm lại được các hàng rượu sòng bạc, thì trong lòng rất khâm phục võ tòng không khác gì cha mẹ sinh ra. Thấm thoát hơn một tháng trời, bây giờ nắng hè đã nhạt, ngọn gió thu đã giải rác hơi sương trên mặt đất. Một hôm thì Ân đang ngồi trong tủ điếm cùng võ tòng nói chuyện côn quyền. Chợt đâu có ba tên lính dắt một con ngựa đến trước cửa điếm nói rằng Chúng tôi vâng lệnh đô giám tướng không nghe nói võ đô đầu ở đây. Thì Ân nhận biết mấy tên đó là người nhà đô giám bình mã Trương Mông Phượng ở đất Mạnh Châu. Liền chạy ra hỏi rằng Các bác hỏi đô đầu có việc gì? Mấy người kia đáp Chúng tôi vâng lệnh đô giám tướng quân Nói võ đô đầu là bậc hảo hán nên sai chúng tôi đến đây để mời. Hiện có thiếp của tướng công ở đây. thì ân cầm lấy thiếp xem xong, liền nghĩ bụng. Trường đô giám là thượng ti của phụ thân ta, thì sai khiến điều gì không được. Huống chi võ tòng lại là một người tù tội, cũng thuộc quyền người ta cai trị. Có lẽ nào mình lại dám giữ lại không cho đi? Nghĩ đoạn, liền quay vào nói võ tòng rằng. Này có quan trường đô giám sai người mang ngựa đến đây để đón huynh trưởng. Vậy huynh trưởng nghĩ thế nào? Võ Tòng muốn là người cương trực sườn này, bèn đáp ngay. Người ta đã đến tìm mình, thì cứ đi một chuyến xem sao. Nói đoạn liền thay quần áo, đem một tên nhỏ theo hầu, rồi lên ngựa vào đất Mạnh Châu. Khi tới trước cửa dinh đô giám, Võ Tòng liền xuống ngựa, theo bọn lính đi vào trong dinh. Bây giờ Trương Đô Giám đang ngồi ở trên sảnh, thấy nói Võ Tòng đến, thì cả mừng gọi lên nói chuyện. Võ Tòng bước vào sảnh cúi đầu lễ chào rồi khoanh tay đứng ở một bên. Trương tôi dám hỏi Võ Tòng. Ta nghe nói anh là một tay đại trượng phu, hảo nam tử, anh hùng vô địch, dám vì người sống chết cũng liều. Vậy nay trong quân ta còn thiếu một người như thế. Chẳng hay anh có chịu giúp ta làm một tay thân cận ở trong nhà hay không? Võ Tòng cúi đầu tạ ơn. Chúng tôi là một kẻ tù tội ở bên dưới. Nếu nay được tướng công có lòng đề cử, thì chúng tôi xin vâng lệnh theo hầu ở dưới trướng. Tôi dám nghe xong cả mừng, bèn sai lấy hoa quả rượu ngon lên và tự rót mời võ tòng uống thực say, rồi sai dọn một gian phòng ở nhà dưới để võ tòng nghỉ. Sáng hôm sau, lại sai người đến nhà thi ân lấy các đồ đạc của võ tòng rồi lưu luôn ở trong dinh. Từ đó, đô giám đối xử với võ tòng rất là thân mật, không lúc nào là không gọi đến dần dần để cho võ tòng đi lại khắp nhà trong nhà ngoài chẳng khác gì người họ hàng thân thích vậy đồ giám lại gọi thợ may áo mùa thu cho võ tòng mặc rất là tử tế võ tòng cũng lấy làm vui lòng gặp một người ân đức như vậy nên hết sức cẩn mẫn không chút gì trễ nải bởi vậy chàng cũng không có lúc nào trở về khoái hoạt lâm mà nói chuyện với thi ân nữa thỉnh thoảng thi ân có cho người thăm hỏi võ tòng sau nhiều lần bị người nhà ngăn lại ở ngoài không được gặp được ít lâu, nhiều người nhờ đến võ tòng nói giúp việc quan. Trường đô giám đều thuận cho cả. Nhân thế mà không bao lâu, các đồ kim ngân tài bảo tặng biếu rất nhiều. Võ tòng liền mua một cái hòm đem chứa cả vào đó. Một hôm giữa độ trung thu tháng 8, trường đô đầu bày tiệc ngắm trăng ở dưới lầu uyên ương trong một khu nhà sâu kín, rồi cho võ tòng vào dự tiệc. Võ tòng thấy có quyến thuộc đô giám đều ngồi ăn tiệc ở đó, thì có ý rụt rè, uống xong một chén rượu đứng lên toàn bỏ đi. Trương tôi dám thế vậy thì hỏi rằng, đường uống rượu vui như thế sao lại bỏ đi? Ân tướng có lòng yêu ban cho ăn uống, xong trên có tướng công lại có phu nhân cùng quý quyến ở đây, chúng tôi sao dám mạn phép như vậy à? <laughs> anh lầm rồi lầm rồi. Ta kính anh là một người nghĩa sĩ, nên mới phá lệ mời vào đây uống rượu và coi anh như người nhà. Sao lại chối từ như vậy? Chúng tôi là một kẻ phạm tội, không khi nào lại dám như thế à? Ồ, oh, nghĩa sĩ không nên nghĩ tỉ mỉ như thế. Ở đây có ai là người ngoài đâu. Nghĩa sĩ cứ ngồi uống rượu cho vui. Võ Tòng hai ba lần từ chối, trường đôi giám nhất định không nghe. Bắt Võ Tòng cùng ngồi uống rượu. Võ Tòng không thể nào từ chối được, đành phải xin phép, rồi đem một cái ghế ra ngồi ở dưới. Trương Đô giám liền sai con hầu lên rót rượu mời võ tòng. Uống được dăm ba chén, rồi trương đô giám lại bảo võ tòng rằng, Đại trưởng phu uống rượu, cần gì phải dùng chén nhỏ như thế này? Nói đoạn liền sai lấy chén lớn, rót luôn mấy chén mời võ tòng. Bây giờ trăng sáng vàng vặt, võ tòng uống rượu chừng đã hơi hơi chết choáng, dần dần quên cả lễ độ mà uống tràn một lúc. Trường Đô Giám lại gọi con tỳ đáng yêu, duyên dáng ra ca mừng tiệc rượu. Đoạn rồi lại trò bảo Ngọc Lan rằng, Ở đây không có ai xa lạ cả, Duy có võ đô đầu là một người tâm phúc của ta. Vậy nhân tiết trung thu này, người nên hát khúc trung thu bối nguyệt để mọi người cùng nghe. Ngọc Lan vâng lời cầm phách gõ, rồi cất lên tiếng hát bài ca trung thu thủy điệu của Tô Đông Phạm. Chàng kia có tự bao giờ ta nâng chén rượu hỏi vợ mấy câu. Cung trời muôn trượng cao cao, đêm nay là cái đêm nào hỡi ơi. Anh cũng toàn cưỡi gió về chơi, e khi lầu ngọc xa khơi lạnh lùng. Nghiêng nghiêng dẫn bóng trăng trong, khác nào vơ vẩn trong vòng trần ai. Buông rèm thấp thoáng xa soi can gì hận giận cho đời gian chuôn khách đời tan hợp vui buồn trắng kia khi tỏ khi mở bao phen ngàn xưa ai mấy chu tuyền lòng riêng chỉ nguyện bóng đời dài lâu ngọc lan hát xong đặt phách xuống trường thua dám lại sai ngọc lan đi rót rượu khuyên mời ngọc lan vội vàng vâng lời rót một chén rượu mời đô giám một chén rượu mời phu nhân rồi đến chén thứ ba đưa cho võ tổng. võ tổng kính cẩn đứng dậy nâng tiếp chén rượu xin phép đô giám cùng phu nhân rồi mới dám uống trương đô giám lại trỏ ngọc lan bảo võ tổng rằng con bé này thông minh lắm nó không những thuộc biết âm luật ca hát mà còn giỏi nghề khâu vá thêu thùa nếu nghĩa sĩ không chê là tầm thường thì trong mấy bữa nữa ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt mà cho cùng nhau kết lứa nhân duyên. Nghĩa sĩ nghĩ thế nào? Võ Tòng vội đứng dậy vái rằng, Ôi, chúng tôi có khi nào lại dám mạn phép quá như vậy à? Ồ, ta đã nói ra thì tất phải làm. Anh chưa nên từ chối. Chớ có phụ lòng ta mới được. Nói đoạn lại bắt Võ Tòng uống luôn ba chén rượu nữa. Bây giờ đêm đã về khuya, Võ Tòng nghe chừng hơi rượu bốc lên. Chàng sợ lỡ ra có điều gì thất lễ, bèn đứng dậy xin phép cao lùi. Khi về tới phòng, chàng thấy trong bụng còn lo đầy, chưa có thể ngủ được. liền kề áo bỏ khăn, lấy cái gậy ra giữa sân, đứng dưới bóng trăng mà múa chơi một lúc. Hồi lâu ngửa mặt non trời, ước chừng đã vào khoảng canh ba. Chàng liền cất gậy vào phòng rồi đi nghỉ. Chợt đâu ở nhà trong có tiếng kêu cướp ầm ĩ cả lên. Võ Tổng nghe thấy, trong bụng tự nghĩ. Trường đồ dám có lòng yêu ta như vậy, hiện bây giờ trong nhà có cướp tất nhiên là ta phải vào cứu. Chàng nghĩ đoạn vội với lấy thanh gậy, chạy thốc vào trong nhà. Vừa ra gặp thị nữ Ngọc Lan lật đật ở trong nhà chạy ra, trò bảo võ tòng rằng, có một thằng cướp chạy vào lối vườn hoa ở đằng sau kia. Võ tòng nghe nói liền vác gậy chạy vào trong vườn, nhưng tìm khắp nơi không thấy gì cả, lại quay trở ra. Đường khi chạy dưới bóng cây, chàng ta vô ý vấp phải một cái dây thừng trăng ngang lối đi, ngã lộn xuống đất. Bỗng đồ thấy bảy tám tên lính xô vào, giao họ ầm ĩ cả lên. Cướp đấy rồi, bắt lấy, bắt đi nó. Nói đoàn, chúng chói ngay võ tòng lại. Võ tòng vội kêu lên. Tôi đây, tôi đây, tôi không phải là cướp. Chúng nghe nói mặc kệ, cứ chói ghi lại, không phân biệt phải trái gì hết. Một lát sau thấy ở trên nhà sảnh có ánh đèn đóm sáng trưng rồi trương đôi giám quát lên. Chói cổ nó đem vào đây. Chúng nghe nói đều túm vào, lôi kéo võ tòng, vừa đi vừa đánh. Dòng lên trước sảnh, võ tổng liền kêu lên, tôi là võ tổng đây, có phải là cướp đâu. Trường đôi giám nhìn thấy cả giận biến hẳn sắc mặt quát lên rằng, quần tù tội khốn nạn kia, mày thật là một thằng giặc không hơn không kém. Ta đây cất nhắc cho mày được nên người, không hề bạc đãi mày. Vừa rồi ta còn cho ngồi chung uống rượu, chỉ mong cất nhắc cho mày được nên danh giá con người. Ai ngờ mày lại xử tệ với ta như vậy võ thòng vội kêu lên ôi việc này có quan hệ gì đến tôi đâu tôi đang đuổi bắt cướp tôi đây đâu đội trời chân đạp đất không khi nào lại chịu làm những việc như thế cả chưa Đô dám lại quát lên im mồm đi mày đừng có mà xoen xoét cái mồm nữa bây giờ hãy ra khám trong phòng nó xem có thang vật gì không bọn lính vâng giả rồi lôi võ thòng ra phòng để khám khi đến nơi mở hòm ra thấy ở trên có ít quần áo còn ở phía dưới toàn là các đồ dùng bằng vàng bằng bạc cả. Võ Tổng thấy vậy ngẩn người ra, không biết kêu nói làm sao cho được. Chúng lại giải Võ Tòng và khanh hòm lên trước cửa sảnh. trương Thu Gián thấy vậy quát mắng ẩm mỹ. Quần này vô lễ thật, tang vật dành dành ra đây, còn cãi cái gì nữa? Người ta vẫn thường nói chúng sinh còn độ được, nhưng ngươi thì không thể nào độ được. Thế ra mày chỉ có ngoài mặt là người còn trong lòng ruột không khác gì cầm thú. Trương Đô Giám nói đoạn, liền sai phong tăng vật lại, rồi đem võ tổng giam vào phòng cơ mật. Mặt khác sai người sang nói với chi phủ và đem tiền đút lót cho các áp đi. Sáng hôm sau, đám bộ tập quan sát bắt võ tổng giải sang bên phủ cùng các tăng vật đến trình. Trường đồ giám cũng sai người nhà đem giấy trình việc mất khắp trước mặt phủ quan. Chi phủ xem xong quát tài hữu chói chặt võ tòng lại rồi gọi lấy dụng cụ hình phạt đem ra. Võ tòng vừa toan nói thì quan phủ đã quát lên. Thằng này nguyên là một thằng tù tội bị phát vãng đến đây. Này thấy các đồ vàng bạc thì làm thế nào mà lại không sinh lòng ăn cướp? Không cần phải hỏi lôi thôi nữa, cứ đem nó ra mà đánh cho ta. Bọn lính nghe nói dạ dăm sắp một lượt, rồi đem roi ra cha đánh võ tòng như mưa. Võ tòng không thể nào chịu nổi, bèn phải khai rằng tối hôm rằm tháng 8 có thừa cơ vào trong nhà mà lấy trộm các đồ kim ngân. Quan phủ sai lấy khẩu cung rồi lấy gông gông cổ võ tòng mà giam xuống nhà lao. Võ tòng bị giam xuống nhà lao, bây giờ mới tỉnh ngộ. Việc này chắc là thằng Trương Đô dám bày mẹo ra hãm hại ta. Nếu sau này mà thoát được thì quyết cho nó một phen mới được. Chàng nghĩ vậy để trong lòng căm tức vô cùng. Còn mấy tên coi ngục đều nhận được tiền của trương đôi giám, nên đem võ tòng giam vào đại lao, rồi cùng chân khóa tay gông cổ trói chặt lại. Bây giờ thì ân nghe tin võ tòng bị bắt, bèn vội vàng đến bàn với lão quản doanh. Lão quản doanh nói, Việc này chắc là trương đoàn luyện muốn báo thù cho tưởng môn thần, nên mới nói với trương đô giám bày mưu ra như vậy. Bây giờ các chốn công môn trên dưới đều có đút lon tiền cả rồi, chắc là chúng muốn lấy mạng của võ tòng chứ không chơi theo ta võ tòng cũng không đến nỗi bị tử tội vậy ta cho người đến nói với hai người ấp lao và tiết cấp để duy trì tính mạng cho võ tòng ta ở ngoài sẽ liệu cách xoay sở sau thị ân nói người tiết cấp coi tù bây giờ là họ khang vốn thân mật với con từ xưa con sẽ đến nói khéo với họ phải lắm phải lắm người ta vì con mà đến nỗi bị bắt bớ như vậy nay con không cứu người ta thì còn đợi đến bao giờ nữa? Thì ân liền lấy mấy trăm lạng bạc đem đến nhà khang thiết cấp để đút lót. Khi tới nơi thì ân đem đầu đôi chuyện võ tòng nói lại cho tiết cấp nghe. Khang thiết cấp nghe nói liền bảo thì ân rằng Chẳng giấu gì huynh trưởng. Việc này toàn là mưu mẹo của Trương Đô Giám và Trương Đoàn Luyện là hai anh em kết nghĩa với nhau. Hiện nay tưởng môn thần vẫn ở nhà Trương Đoàn Luyện sai người đem tiền đi đút lót khắp các nơi rồi. Trên có quan phủ làm chủ, rồi đến chúng tôi đây, ai ai cũng được thiên cả. Chỉ mong sao kết quả xong võ tòng là được rồi. Duy ở đây có một người khổng mục họ Diệp, người trung trực nghĩa khí, không chịu hãm hại lương dân. Bởi thế mà võ tòng cũng đỡ được nhiều điều nguy hiểm. Nay nếu Ngô Huynh muốn cứu võ tòng, thì bao nhiêu những việc trong ngục phó để cho mặt tôi, tôi sẽ liệu đường một khoan dung cho tử tế còn Ngô huynh phải như người đến nói với Khổng Mục họ Diệp để liệu sớm đi thì mới có thể cứu được tính mạng của Võ Tòng. Thì Ân nghe nói bèn đưa ra một lạng bạc để tạ ơn thực khang tiết cấp. Tiết cấp hai ba lần từ chối nhưng thì Ân nhất định không nghe, bất đắc dĩ phải nhận. Đoạn rồi thì Ân bái biệt tiết cấp trở về dinh, tìm một người quen biết Diệp Khổng Mục nhờ đưa một trăm lạng bạc đến để nói giúp. Nguyên Diệp Khổng Mục muốn biết tiếng võ tòng là một hảo hán nên vẫn có lòng kính nể, rồi thêm sửa văn án định tội nhẹ đi cho võ tòng. Duy Chi Phủ thì ăn lễ của Trương Đô Giám bắt kết tội võ tòng rất nặng. Xong đây chẳng qua là một việc trộm cướp đồ vật, chưa có thể định án tử tội. Do đó Chi Phủ vẫn cứ bỏ mặc giam ở đó, để sau định kế giết hại võ tòng. Nay Diệp Khổng Mục thấy có người đem tiền đến để cứu mạng cho võ tòng thì trong lòng cũng mừng rỡ. Bạn hết sức đem văn án sửa nhẹ đi, rồi đến khi mãn hạn sẽ nói sao. Ngày hôm sau, Thi Ân sửa soạn rượu thịt, nhờ Khang Tiết Cấp dẫn vào Đại Lao để thiết đãi võ tòng. Bây giờ võ tòng nhờ có Khang Tiết Cấp trong non tử tế, khoan thứ các đồ hình nặng, nên cũng ung dung hơn, không đến nỗi nguy nan như trước. Thi Ân lại đưa tiền cho những người canh gác và dặn dò trong non cẩn thận. Khi cơm nước xong, Thi Ân ghé vào tai võ tòng nói mấy câu và dặn dò cứ yên tâm rồi sau sẽ có ngày thoát thân. Võ Tòng từng ngày được kháng thiết gấp khoan dung đã có lần định vượt ngục nhưng nghe thì ân nói vậy thì đành phải nấn ná xem sao. Hai hôm sau thì ân lại mang cơm rượu tiền long nhờ kháng thiết Cấp dẫn vào lao để đưa cho võ tòng và những người canh gác. Đoạn thì ân lại nhờ người đút lót các nơi để mau mau sửa soạn văn thư cho trắng xong mọi việc cách mấy hôm nữa thì ân lại sắp rượu thịt cùng quần áo để đưa vào cho võ tòng ăn uống và thay giặt trong mấy ngày hôm đó thì ân vào trong nhà lao thăm hỏi võ tòng được ba buổi bắt đầu bị người nhà trương đoàn luyện rõ biết liền đem chuyện đó lên báo với trương đoàn luyện trương đoàn luyện nghe nói bèn vội vã sang nói với trương đô giám trương đô giám lại sai người đem vàng lụa đến đút lót cho chi phủ và nói hết mọi lẽ cho chi phủ nghe Chi phủ vốn là một tay tham nhũng sườn này, khi nhận vàng lụa rồi liền sai người sang do thám tình hình ở trong lao và tra xét những người qua lại. thì Ân nghe biết chuyện này, đành phải chịu phép ở nhà không dám vào trông nom gì nữa. Từ đó võ tổng như là kháng thiết cấp cùng mấy người canh gác trông nom tử tế, còn Thi Ân thì thỉnh thoảng đến nhà tiết cấp để dò la tin tức. Thấm thoát đã hai tháng trời diệp khổng mục hết sức đem các việc oan khuất của võ tòng giải bày cho tri phủ nghe và hết sức bênh vực mọi điều Bây giờ tri phủ biết rõ việc đó là trương đô giám ăn lễ của tưởng môn thần mà đươm đặt nên chuyện này để hãm hại võ tòng thì lòng cũng không nỡ liền nghĩ bụng té ra họ được ăn tiền mà để tiếng giết người cho ta đây nhân thế tri phủ cũng để mặc đó mà không nhắc gì đến nữa Dần dần đến hạn 60 ngày, chi phủ bắt võ tòng ở trong ngục ra, thay bỏ gông chói, rồi diệp khổng mục đem án ra, tuyên cáo. Định tội võ tòng phạt 20 trượng, đẩy sang ân châu, còn tăng vật thì giao trả cho chủ cũ. Trường đô giám đến nhận các đồ tăng vật. Đoạn rồi chi phủ gọi thợ khắc kim ấn và bắt võ tòng, đánh 20 trường, gông thứ gông nặng và thảo công văn sai hai tên công sai áp tải võ tòng đi. Nguyên khi võ tòng bị đánh, đã nhờ được lão quản doanh suốt tiền nói lót cho các nơi, lại được Diệp Khổng Mục có lòng trông non giúp đỡ, và chi phủ cũng thương là oan khuất, nên mấy trục trượng cũng không lấy gì làm đau đớn lắm. Hôm đó, võ tòng nén nỗi bực tức, theo giữ phép công, đeo gông vào cổ, theo hai tên công sai, đi thẳng ra ngoài thành. Đi được hơn một dặm đường, chợt thấy thi ân ở bên cạnh đường, chạy ra, nói rằng, Ôi tiểu đệ đợi huynh trường ở đây đã lâu rồi, Võ Tòng trông thấy Thi Ân lại có cuốn lụa trên tay. Chàng liền hỏi, mới ít lâu nay không được gặp tiểu quản doanh. Sao lại đau tay như thế này? Ôi, chẳng giấu gì ca ca. Từ hôm tiểu đệ vào thăm ca ca, sau quan phủ sai người cấm đoán nên không dám vào nữa. Bắt đầu được nửa tháng trời, một hôm tiểu đệ đưa ở khoái hoạt lâm thì bỗng thấy tưởng môn thần lại đem bọn người kia đến. Tiểu đệ lại bị chúng đánh trong một trận rất đau, rồi lại chiếm giữ khoái hoạt lâm và bắt tiểu đệ phải tìm những người ở xung quanh đó để nói lại. Nhân thế trong mấy hôm trời, tiểu đệ phải nằm nghỉ ở nhà, không đi đâu cả. Này ngay thiên huynh trưởng phải đi đầy ở Ân Châu, để đem hai tấm áo bông đến để ca ca thay mặc đi đường. Và có quay hai quân Việt chiến để ở trong hàng kia, xin mời ca ca vào uống mấy chén đã rồi hẵng đi. Nói đoạn quay ra mời hai thiên công sai vào một thể. Hai thiên công sai nhất định từ chối. Thì nào chúng tôi lại ăn uống với thằng giặc tu này? Lỡ ra quan tư biết đến thì nguy to. Rồi chúng quay lại bảo võ Tòng rằng nếu anh không muốn bị đòn thì phải đi ngay bây giờ. Thì ân biết nói thế nào cũng không ăn thua gì. liền đem 10 lạng bạc tặng cho đám công sai. Hai thì công sai nhất định không lấy rồi ra uy sừng sộ bắt võ tòng phải đi ngay. Thì ân liền rót hai chén rượu đưa cho võ tòng uống, rồi buộc gói áo và lưng, trao hai con vịt trên đầu gông cho võ tòng. Đoạn ghé tai nói nhỏ rằng, trong gói đó có hai áo bông, một bọc tiền và mấy đôi giày gai. Xong đường xã xa, xa xôi, nên đề phòng cẩn thận. Mấy thằng công sai này ngay chừng không có bụng tốt đâu. Ôi, bật tất phải dặn, tôi đã hiểu cả rồi. Chú cứ về, tôi khắc biết xử trí. Nói đoạn thì ân liền bái biệt võ tòng, rồi sụt sùi gạt lệ trở về. Võ tòng từ khi theo hai người công sai lên đường, đi được khoảng vài dặm. Hai thầy công sai bàn vụng với nhau rằng, sao hai thằng kia vẫn chưa thấy đến mó tỏng nghe biết ý chúng liền cười thầm và nghĩ bụng quần khốn nạn này lại muốn trêu lão ra đây nghĩ vậy tay phải khẽ rút đanh cổ một bên gông để tháo tay trái ra tay phải cầm con vịt quay còn tay trái thì xé thịt ăn đi được năm dặm đường thì chàng đã ăn hết hai con vịt Bây giờ ước chừng đã đi được khoảng tám chín dặm đường thì chợt thấy ở phía trước có hai người vác dao đứng đợi ở đó khi hai người trông thấy tụi công sai dòng võ tổng đến, thì cũng nhập bọn đi một hệ Võ tổng liếc mắt nhìn hai tên kia cùng hai tên công sai đưa mắt cho nhau, ám hiệu bảo nhau, thì trong lòng cũng đã hiểu ngầm ý tứ, song vẫn giả vờ như không biết. Đi được vài dặm đường nữa, thì bỗng đến một nơi bến nước mênh mông, bốn mặt toàn là bãi sâu sông rộng. Năm người cùng nhau tiến bước tới một cái cầu to rộng, bên cạnh có một cái lầu để bia, trên bia khắc ba chữ phi vân phố rất to võ tòng thấy vậy bèn giả vờ nói ôi chỗ này là chỗ nào vậy hà thầy cung sai đáp rằng mắt mày mù sao không trông thấy chữ phi vân phố để ở trên đó thôi võ tòng đứng lại nói rằng ôi tôi muốn đi cầu mà lát đã vừa nói dứt lời thì hai anh đứng đón lúc nãy bỗng phát dao sấn vào võ tòng quát lên một tiếng đá luôn một cái khiến một tên ngã lăn xuống nước còn một tên vừa toan quay mình thì cũng bị võ tòng đá luôn cho một cái nữa cũng ngã tùm xuống nước hai thi công sai thế vậy vội theo lối dưới cầu mà toan chạy xuống võ tòng thét lên chúng mày chạy đi đâu nói xong cầm gông bẻ một cái gãy ra làm đôi rồi sấn xuống dưới cầu để đuổi một thi công sai thấy võ tòng đuổi đến nơi thì kinh sợ rụng rời mà tự ngã lăn xuống đất còn tên kia thuộc thân cố chạy thì cũng bị võ tòng đuổi rượt tới đánh cho một cẳng tay và sau lưng ngã lăn xuống đất Võ Tòng vớ lấy thanh đào, kết quả luôn tính mạng hai tên công sai. Bây giờ hai đứa ngã xuống nước vừa mới lóc góc bỏ lên, toàn co cẳng chạy, bắt đầu bị võ Tòng đuổi đến, đâm chết một tên. Còn một tên bị võ Tòng nắm giữ lấy đầu, rồi quát lên rằng: Muốn sống thì phải nói thật, ai cử mày đến đây hại ta? Anh này run sợ kêu lên: Chúng tôi là đồ đệ tưởng môn thần, sư phụ tôi cùng trương đoàn luyện sai chúng tôi đến đây để giúp hai tên công sai hại họ hán sư phụ mày là tưởng môn thần hiện bây giờ ở đâu khi chúng tôi ra đi thì đương cùng với trương đoàn luyện uống rượu ở lầu uyên ương nhà trương đô giám để đợi tin chúng tôi về báo võ tòng nghe nói liền bảo nếu vậy thì ta không thể nào tha cho mày được rồi nói đoạn giơ dao lên đưa một cái Bây giờ võ tòng chọn lấy một con dao tốt nhất dắt vào mình lại e hai tên kia chưa chết hẳn liền đâm thêm mấy nhát nữa rồi vứt xác xuống nước võ tòng lên cầu ngồi nghỉ rồi nghĩ bụng bây giờ ta đã giết xong bốn đứa này rồi xong còn đám trương đô giám trương đoàn luyện tưởng môn thần vẫn còn ở đó thì ta không thể nào tha thứ cho được nghĩ vậy liền xăm xăm đi về lối mạnh châu võ tòng vừa đi vừa căm giận bọn nhà họ trương khi về tới trong thành thì trời đã tối chàng liền tìm đến nơi tàu ngựa ở sau vườn hoa nhà trương đô giám để nấp được một lát nghe tiếng cửa mở cót két Chàng ngó cổ và xem, thì thấy tên hầu ngựa cầm cái đèn lồng ở trên nhà đi xuống tàu ngựa, rồi cài cửa lại. Đoạn tên này bỏ cỏ cho ngựa ăn, treo đèn lên một chỗ, rồi trải chăn chiếu cởi áo sống lên giường nằm ngủ. mõ Thỏng nghe tiếng trống vừa điểm một canh bốn khắc. Chàng lên gión chén đến trước cửa chỗ tàu ngựa, khua tiếng động như có người mở cửa. Tên vừa ngựa nằm trong quát lên. <laughs> Lão già vừa mới ngủ xuống mà mày toàn đến ăn cắp quần áo hả? Còn sớm lắm, Võ Tòng im lặng, dựng thanh đao vào một bên, rút dao găm ra, cầm trên tay, rồi lại cậy cửa lạch cạch luôn một lúc. Tiên bồi ngựa nằm trong cáu tiết nhảy bộ dậy, không kịp mặc áo sống vội vớ lấy thanh đòn gánh, rút thanh cửa toàn mở cửa ra để đánh. Rẻ đâu vừa mới rút được thanh cửa ra thì bị võ tòng đẩy cửa bước vào, nắm chặt lấy cánh tay. Tên bồi này toàn kêu lên, lại trông thấy thanh đao loáng nhoáng ở dưới bóng đèn, thì hồn bay phách lạc, rụng rời cả chân tay, khẽ xin kêu van tha mạng. Võ Tòng hỏi, có nhận ra ta là ai không? Thiên Bồ ngựa nghe tiếng mới biết là Võ Tòng liền kêu lên. Ôi ca ca, có việc gì đến tôi đâu, xin ca ca tha cho tôi. Võ Tòng lại hỏi, mày phải nói thật, hiện giờ Trương Đô Giám ở đâu? Hôm nay Trương Đô Giám cùng Trương Đoàn Luyện và Tưởng Môn Thần uống rượu suốt ngày, hiện còn ở trên lầu Uyên Ương. Mày đã có thực không? Rồi mà nói dối thì đinh mọc ở mồm. Ừ, nếu vậy thì ta cũng không thể nào tha cho mày được. Nói đoạn đâm cho tên bồi ngựa một nhát, rồi lau dao bỏ vào bao. Bước đến trước ánh đèn cởi khăn gói, lấy hai tấm áo bông của thi ân cho, mặc vào cẩn thận. Rồi với lấy cái chăn đơn của tên bồi ngựa, bọc lấy tiền nong vặt vãnh, treo vào một bên cửa. Bây giờ võ tòng dựng cánh cửa, chéo lên tường, thổi thắt đèn, đi ra cửa, nhảy qua tường vào phía trong khi võ tòng vào tới trong tường mở then cửa đi vào rồi khép luôn hai cánh cửa lại đoạn lần mò theo ánh đèn sáng đi thẳng lên bếp võ tòng nấp bên cạnh bếp nghe tiếng hai đứa thị nữ đương ở trong bếp phàn nàn với nhau hầu hạ suốt ngày rồi bây giờ còn chưa đi ngủ lại còn đòi nước sôi nữa hai ông khách ấy không biết giờ uống đã say khất ra rồi thế mà còn chưa chịu xuống lâu đi ngủ không hiểu họ còn nói chuyện đến bao giờ nữa Hai người đương phàn nàn với nhau ở trong bếp, thì võ tòng ngoài này dựng thanh đao một chỗ, rồi rút con dao còn dây máu ở trong túi ra. Đẩy cửa bếp, nhảy thoát vào, vớ lấy ả à ở bên ngoài đâm cho một nhát. Còn người kia toàn chạy, thì gân cốt đã buồn rùn mà không sao chạy được. Toàn há mồm kêu, thì lưỡi lại líu lại, không sao kêu được. Đành đứng im để chịu chết. Võ tòng sấn đến đâm cho một nhát dao, ngã lăn trong đất rồi thổi tắt đèn bếp quay ra theo bóng trăng mò lên nhà trên. Nguyên võ tòng trước đã ở đây ít lâu nên đường ngang ngó tắt ở đây đều thuộc cả. Chàng lên theo lối tắt đi thẳng lên lầu yên ương. Khi tới chân thang, võ tòng lần mò lên thang gác. Bây giờ bọn đầy tớ hầu hạ đã mỏi mệt không còn đứa nào đứng làng vàng ở gần đó nữa. Chỉ nghe tiếng ba người, trương đô giám, trương đoàn luyện và tưởng môn thần vẫn còn nói chuyện ở trên. Võ Tòng lắng tai nghe, thấy tưởng môn thần tán tụng luôn mồm. Việc này nhờ có tướng công nên mới báo thù được thế. Chúng tôi sẽ hết lòng báo đáp tướng công. Trương tôi Giám nói, Cái đó nếu tôi không nể trương đoàn luyện đây thì không thể nào làm được. Cũng may, ông tuy tốn mất ít tiền, xong đã được như thế là tốt lắm rồi. Bây giờ thằng ấy chết rồi thì phải. Tôi bảo nó đưa đến phi vân phố là hạ thủ. Không biết đã xong chưa? để sáng mai bốn đứa ấy về rồi hỏi xem sao rồi lại nghe tiếng trương đoàn luyện nói rằng bốn thằng giết một thằng thì làm gì mà chẳng sóng tưởng môn thần nói chúng tôi đã dặn mấy tên đồ đệ như vậy chắc mà sáng mai thế nào cũng có tin về báo võ Tổng nghe đến đây thì lửa giận bốc lên đùng đùng liền tay phải cầm dao nhảy sấn vào trong lầu trong phòng có thắp dăm ba ngọn nến sáng lung linh bóng trăng sỏi khiến trong lầu sáng như gương các đồ cốc chén rượu chè đều chưa thu dọn sạch. Tưởng môn thần ngồi ở trên ghế, chợt trông thấy võ tòng nhảy vào thì giật mình hết vía. Bao nhiêu đảm lượng can tâm đều biến hết cả. Hắn hất hải vội đứng dậy, rẻ đầu, nghe vút một cái, thì con dao của võ tòng đã chém luôn một nhát cả người lên ghế, đổ lăn ra. Võ tòng chém xong vừa quay người lại, thì thấy trương đô giám đường co cẳng định chạy. Võ tòng liền chém cho một nhát vào đầu, xẻ hẳn từ tay đến cổ mà ngã vật ra sàn. Còn trương đoàn luyện nguyên là một tay võ quan xuất thân. Bây giờ tuy có chết choáng hơi bèn, song sức lực cũng còn hăng hái. Nhân trông thấy hai người kia bị chém chết, một mình khó mà chạy thoát được. Liền vớ lấy một cái ghế, múa lên để đánh lại võ tòng. Võ tòng hăng máu, bắt lấy ghế, đẩy ra một cái thực mạnh. Trương đoàn luyện bị ngã lăn ra phía sau, rồi võ tòng sấn vào, cắt lấy thủ cấp. Đằng kia tưởng môn thần trui bị một nhát, xong vẫn còn khí lực, liền cố lóp ngóp bỏ dậy. Võ Tòng lại quay lại phi chân đá cho một cái ngã lăn xuống, rồi chân phải đè lên bụng, cắt lấy thủ cấp. Đoạn rồi quay lại cắt lấy đầu của Trương Đô Giám. Bây giờ trên bàn còn bày đầy rượu thịt. Võ Tòng lên rót rượu uống luôn mấy cốc, rồi xé lên một mảnh áo của bọn kia, thấm máu viết mấy chữ to ở trên vách. Kẻ giết người chính là Võ Tòng. Mó tòng giết xong quay ra chọn cốc chén ở trên bàn, lấy một vài thứ quý báu dắt vào trong mình, còn thì vứt bừa ra đó, rồi trở ra toàn xuống gác. Vừa lúc đó nghe tiếng phu nhân ở dưới gác nói lên, Các quan ở trên kia đã say rượu rồi, bay đâu, lên gác đỡ các ngài đi ngủ. Phu nhân nói cho dứt lời thì đã có hai người ở dưới đi lên thang gác. Mó tòng nấp ở đầu thang gác nòm ra thì chính là hai đứa thân hầu trương đôi giảm đã trói mình khi trước. Võ Tòng đứng nấp vào một xó tối để nhường cho hai đứa đi vào gác. Hai tên kia vào đến trong gác, thấy ba cái xác chết nằm sóng sượt ở trên vũng máu, thì kinh sợ hết hồn, cứng lưỡi không thể nào kêu lên được. Vừa toan chạy ra, thì Võ Tòng đã tiến vào giết phăng một tên, còn tên kia thì quỷ xuống kêu van tha mạng. Võ Tòng nói, không tha được, rồi cho luôn một nhát. Bây giờ Võ Tòng nghĩ bụng, đánh rắn là phải đánh dập đầu. Dẫu có giết đến trăm đứa thì cũng là một chết mà thôi. Nghĩ vậy, liền vác dao đi xuống gác. Phu nhân ở dưới hỏi lên, trên gác làm gì mà âm ý lên thế? Buổi nãy xong thì võ tòng đã sấn vào đến trước cửa phòng. Phu nhân thấy người to lớn bước vào trong bụng lấy làm quái lạ. Đang định hỏi thì đã bị võ tòng chém cho một nhát, ngã lằn xuống đất. Võ tòng lấy chăn đè lên rồi, cắt lấy đầu. Rẻ đâu cắt mãi không thấy đứt. Võ Tổng dơ dao lên nhìn, thì thấy lưỡi dao đã quăn mẻ ra. Võ Tổng thấy thế bội vàng chạy xuống bếp, vớ lên một con dao, rồi lại sồng sục chạy lên trên nhà. Khi đó dưới bóng đèn sáng, trông lên thì thấy tỷ nữ là Ngọc Lan hầu rượu khi trước. Cùng hai đứa bé đương cầm đèn soi xác của phu nhân rồi kêu trời kêu đất. Võ Tòng thấy vậy dơ dao chém chết Ngọc Lan. Còn hai đứa bé con cũng cho mấy đứa một nhát. Đoạn rồi chạy ra nhà giữa Trước hết cài kín cửa ngoài rồi quay vào lùng quanh trong nhà. Thấy có ba người đàn bà ở đó liền chém cho mấy người một nhát nằm chết đứa đừ trên đất. Lúc đó võ tòng máu út ở trong mình đã dần dần tan hết. liền nghĩ rằng bây giờ ta mới thật vừa lòng phải đi ngay mới được. Nói đoạn bỏ hết bao dao cầm một thanh đao lớn đi ra ngoài cửa. Đến tàu ngựa vô lấy khăn gói bỏ thêm mấy thứ khúc chén vào trong đó gói bọc cẩn thận buộc kỹ vào sau lưng, rồi quay ra vườn sau để đi. Khi ra tới bên ngoài, võ tổng nghĩ bụng. Nếu mình cứ đợi khi mở cổng thành mới ra, thì tất là bị chúng bắt được. Bất nhược thừa lúc ban đêm này chạy cho thoát thân. Nghĩ đoạn để nhảy lên mặt thành, đứng non ra ngoài, thấy địa thế cũng không cao mấy. Chàng liền ném thanh đao xuống trước, rồi co cẳng và nhảy theo xuống. Khi nhảy xuống bên cạnh hào, thấy bóng trăng soi sáng, hào nước không sâu chàng lại sắn quần cởi lá đáp lội qua hào mà sang bên kia sang đến bờ bên kia chàng sực nhớ đến trong gói có mấy đôi giày của thi ân mang cho liền cởi gói ra lấy một đôi đi bây giờ nghe tiếng trống trong thành đã điểm bốn canh ba khắc võ tòng lại nghĩ bụng trời ơi cái lòng phân út của ta bây giờ mới được thỏa nhưng đất này ta không thể ở được âu là ta đợi tìm nơi khác mà xa lánh thì hơn Chàng nghĩ vậy vác đao theo đường nhỏ mà đi về hướng đông. Đi được một quãng xa ước chừng gần hết chống cây nằm, trời còn chưa sáng rõ. võ tòng hăng hái đi suốt đêm, khi thấy trong mình cảm thấy mệt nhọc. Các đầu roi bị đánh lại phát lên, rất là đau đớn. Chợt đầu thấy một tòa nhà cổ miếu ở trong đám rừng cây gần đó. võ tòng dạo bước chạy vào, dựng dao vào một chỗ, rồi cởi khăn gói làm gối mà nằm vật xuống để ngủ. Võ Tòng vừa toan chậm mắt, thì có hai người đem dây móc vào cổ Võ Tòng. Rồi hai người nữa chạy sổ ra, bốn người cùng trói chặt Võ Tòng lại. Bây giờ bốn người bàn với nhau rằng, thằng cha này to béo lắm, ta đem mau về cho đại ca mới được. Nói xong vừa lấy đào và khăn gói của Võ Tòng, rồi súng vào lôi Võ Tòng đi. Chú vừa đi vừa bàn với nhau, thằng cha này trên mình có vết máu, không biết hắn ở đâu chui ra, có lẽ là tên trộm cướp thì phải. Võ Tòng nghe vậy lặng im không nói gì. Đi được độ 4 năm dặm đường, đến một ngôi nhà cỏ, liền kéo Võ Tòng vào. Khi vào tới nơi, chúng thắp đèn lên rồi lột sống áo của Võ Tòng ra trói chặt vào cột. Võ Tòng liếc nhìn thấy trên xà nhà, trên bếp treo toàn thịt và đùi người, bèn nghĩ bụng. Hồi mình thật là đen quá lại đâm đầu vào chỗ này, còn sống thế nào được? Nếu biết thế này thì thà rằng giá thú ngay với chi phủ Mạnh Châu để cho chúng nó chém cho một nhát, lại còn để tiếng với đời. Bây giờ bốn người kia chói xong rồi cầm lấy khăn gói của võ tòng gọi vào bên trong. Đại ca, đại tẩu, dậy mau mau, chúng tôi đã tìm được một món hàng rồi. Nói đoạn thì nghe tiếng người ở trong vọng ra. Ta ra ngay đây, chúng bay chớ có hạ thủ vội. Được một lát có hai người ở nhà ngoài đi vào. Võ Tòng ngẩng đầu nhìn lên, Thấy một người đàn bà đi xong ở anh to béo bước vào. Hai người nhìn kỹ võ tòng rồi người đàn bà kêu lên. Ôi chết, có phải là thuốc thuốc đó không? Người đàn ông cũng kêu lên. Ôi phải rồi, phải rồi, chính là người anh em ta đây. Hai người này chính là hai vợ chồng thái tử viên Trương Thanh, kết nghĩa anh em với võ tòng khi trước. Bây giờ vợ chồng Trương Thanh liền cởi chói cho võ tòng rồi mời ra nhà ngoài nói chuyện. Võ Tòng đem chuyện từ khi bái biệt vợ chồng Trương Thanh cho đến khi bị bắt, nhất nhất kể lại cho hai người nghe. Bốn tên bắt Võ Tòng lúc nãy nghe chuyện liền quỳ xuống nói, Ôi, chúng tôi là người nhà của Trương Đại ca đây, nhân vì mấy hôm nay đánh bạc thua luôn, phải vào rừng kiếm khách xoay sở. Bắt đồ thấy hảo hán đi vào miếu nằm, nên chúng tôi mới dám hạ thủ trói bắt. Xong cũng may đại ca tôi đã dặn trước, chỉ bắt sống đem về không được hại. Bằng không thì có lẽ đã hại đến tính mạng của hảo hán rồi điều đó thực là chúng tôi lầm lỡ xin thảo hán tha tội cho hai vợ chồng trương thanh cười nói oh, chúng tôi cũng vì nghi ngại nên bấy lâu nay bao nhiêu hàng hóa phải để nguyên sống mang về mà không cho hạ thủ nhưng nào có ai biết được này nếu anh em ta đây mà không mệt nhọc thì không nói gì đến bốn người các anh cho dù đến bốn mươi người nữa cũng khó lòng mà tới gần được bốn anh kia nghe nói chỉ cúi đầu lệ tạ võ tòng không thôi Võ Tòng bảo chúng đứng dậy rồi nói. Thôi, bây giờ các anh lại không có tiền đánh bạc, thì để tôi thưởng cho. Nói đoạn bên mở khăn gói ra, lấy 10 lạng bạc vụn cho bốn người chia nhau. Trương Thanh cũng lấy ra ba lạng bạc nữa thưởng thêm cho chúng. Chúng được tiền lại tạ Võ Tòng và Trương Thanh rồi đem ra chia nhau. Trương Thanh bảo Võ Tòng rằng, Hiền đệ không biết, từ khi hiền đệ đi rồi, Huynh chỉ lo nhỡ xảy ra việc gì, nên đã dặn chúng từ trước, Bằng không thì chúng tất hành hung. Vừa rồi Huy nghe nói đã ngờ ngợ rồi. Quả nhiên đúng là hiền đệ. Tôn Nhị Nương nói xen vào. Mấy hôm trước tôi chỉ nghe tin thúc thúc say rượu đánh tưởng vốn thần. Ai ai cũng kinh sợ. Bao nhiêu đám khách thương ở khoái hoạt lâm qua đây. Không ai là không tán tụng. Nhưng ai ngờ về sau lại xảy ra việc kinh thiên động địa như vậy. Mà vợ chồng tôi không hề hay biết gì cả. Bây giờ thúc thúc đương mệt nhọc. Hãy vào trong phòng nghỉ một lúc đã, rồi sẽ nói chuyện sau. Trương Thanh bình dẫn võ tòng vào buồng khách nghỉ, rồi hai vợ chồng sai người nhà làm cơm rượu để thiết nãi võ tòng. Nay nói về bọn người nhà trương đô giám ở mảnh châu, có kẻ lần nấp trốn được mãi đến khi trời sáng mới dám thò đầu ra hô gọi các quan lính của người nhà túm vào xem xét, rồi bảo nhau sang trình quan phủ. Quan phủ nghe nói cả kinh vội vã sai người đến khám nghiệm số người bị chết và điều tra lối hung thủ ra vào. Hôm sau, chúng về báo với chi phủ rằng, Thoạt tiên, tên cướp vào tàu ngựa, chút bỏ hai tấm áo cũ ở đó. Sau đó vào bếp giết chết hai nữa thị nữ và bỏ một con dao hành hung đã quằn mẻ bên cửa bếp. Đoạn rồi lên lầu uyên ương giết Trương Đô Giám cùng hai tên người nhà và khách là Trương Đoàn Luyện, tưởng môn thần. Rồi lấy máu viết mấy chữ kẻ giết người chính là võ tòng lên tường vôi dưới nhà ngác lại giết một phu nhân một thị nữ tên là ngọc lan hai đứa trẻ nhỏ và ba người đàn bà cộng tất cả là giết chết 15 mạng còn đồ đạc thì bị mất một bộ sáu cái chén uống rượu bằng vàng bạc chi phủ nghe rõ đầu đuôi liền sai người canh giữ bốn mặt cổng phủ rồi điều quân mã cùng các viễn bộ tập các thầy trưởng phố đến khắp các nơi để lùng bắt võ tòng sáng hôm sau lại thấy lý trưởng sở tại phi vân phố đến trình bốn người bị giết chết hiện còn viết máu ở dưới chân cầu và xác chết ở trong vũng nước tri phủ tiếp được giấy trình liền gọi huyện úy lên một mặt sai người đến phi vân phố khiêng bốn xác chết lên để khám nghiệm hai người là lính phủ còn hai người nữa đều có người nhà đến nhận xác đem chôn và làm giấy kêu quan bắt hung thủ lên mạng trong thành bắt đóng cửa luôn ba ngày để khám xét từng nhà Chi phủ lại sức giấy cho các viên cai quản các thuộc địa hạt trong phủ. Phải đến từng xã, từng thôn, từng xóm mà tìm bắt hung thủ. Lại viết tên tuổi và vẽ hình vẽ võ tòng, suốt tiền ba nghìn quan treo giải thưởng cho người nào bắt được. Đoạn thảo công văn tu sức các nơi. Ai biết võ tòng ở chỗ nào ở đâu, trình liên quan, được thưởng. Bằng không ai chứa chấp thì sẽ bị gán tội như phạm nhân. Ba hôm sau, tiếng tăm ẩm ý khắp nơi, đám thám tử cùng đám tập bộ đều lai vãng dò xét. Trường Thanh nghe được tin này, liền bảo võ tổng rằng, Này quan quân truy nã, giáo giết như vậy, thì hiền đệ ở đây không tiện. Việc này không phải là huynh sợ, song nếu lỡ xảy ra việc gì thì biết làm sao. Này huynh nghĩ ra chỗ này trước đây đã từng nói với đệ rồi, nhưng chẳng hay đệ có thuận hay không. Mới hôm nay đệ đang nghĩ ở đây không thể nào yên được. Xong đệ chỉ có một người anh đã bị người chị dâu giết hại rồi. nay đến đất này lại bị người ta hãm hại. Họ hàng thì không có, biết nương nhờ vào đâu. nay ca ca có lòng tốt, tìm trốn cho đệ để nương thân thì có điều gì mà không thuận. Ca ca cứ nói cho đệ nghe. Chính là chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long ở Thanh Châu là nơi ca ca lỗ trí thâm của huynh cùng Dương Trí đương bá chủ ở đó. Này hiền đệ nếu muốn an thân thì tất phải đến đấy mới xong. Không còn đi đâu được nữa rồi. Và lại ở đấy đã nhiều lần viết thư bảo Huynh nhập bọn, song Huynh còn chưa thể đi được. Vậy Huynh sẽ viết thư nói rõ đầu đuôi và tiến dẫn hiền đệ lên đó, thì chắc là họ phải vui lòng mà nhận. Hiền đệ nghĩ sao? Đại ca nói phải lắm, đệ cũng định bụng đã lâu, song chưa phải thời nên chưa làm được. Này đã sinh sự thế này thì chi bằng hãy đến đó là xong. Đại ca hãy viết giấy đi. Trương Thanh liền viết một phong thư ký lưỡng đưa cho võ tổng rồi bày tiệc để tiễn. Bây giờ Tô Nhị Nương bảo với Trương Thành rằng, để thúc thúc cứ đi thế này, ngộ nhớ người ta nhận ra thì sao? Tẩu tẩu cứ nói xem, làm sao lại không đi được? Tô Nhị Nương nói, hiện nay quan tư sức giấy đi các nơi, vẽ hình treo thưởng, bang nghìn quan tiền để bắt. Hơn nữa, trên trán thúc thúc hiện có kim ấn rõ ràng, còn ai không biết. Như thế mà đi đường, thì giấu thế nào được người ta? Trương Thành nói, Kim ấn trên mặt thì dán một miếng thuốc cao lên che đi là được rồi. Ôi, thiên hạ chỉ có một mình mình khôn thôi sao? Người ta dễ thường là ngu cả. Bây giờ phỏng làm như thế mà bịt bắt họ được sao? Tôi có một cách này, nhưng chỉ sợ thúc thúc không chịu nghe thôi. Ôi, đệ đã là thằng tù lánh nạn rồi, thì còn việc gì nữa mà không chịu nghe? Tôi nói ra đây, thúc thúc đừng có mà giận nhé. Xin tẩu tẩu cứ nói, Hai năm trước có một người đầu đà đi qua đây bị tôi giết chết. Câu chuyện này Thúc Thúc đã nghe rồi. Hiện nay còn có một cái mũ nhà sư bằng sắt, một cái áo sống chàng đen, một cái thắt lưng thưa sắc tạp, một bản hộ điệp, một chuỗi tràng hạt làm bằng 108 chối xương người, một đôi giày bằng da cá và hai khẩu giấy đao bằng sắc hoa. Hai khẩu đao ấy đêm đêm thỉnh thoảng lại kêu lên. Ngày trước Thúc Thúc đã xem rồi thì phải. Ngày nay đã định trốn nạn. Thì trừ phi cắt tóc giả là một người hành giả Đội mũ che kim ấn đi Rồi cầm tợ hộ điệp ấy để hộ thần Thì mới có thể đi được Thu thúc mặt mũi cũng giống Tuổi tác cũng vừa Thật là nhân duyên tiền kiếp Cứ nhận ngay tên họ người ấy mà đi Thì không còn ai hỏi đến nữa Thế có được không? Trương Thành vỗ tay khen rằng Ồ, oh, được lắm, được lắm Thế mà tôi không nghĩ ra việc này Thu thúc thấy thế nào? Cái đó thì để bằng lòng rồi song chỉ sợ không giống thôi. Trương Thành nói, hãy đem ra cho thuốc thuốc thử xem sao. Tôi Nhị nương lên vào buồng đem các thứ ra cho võ tòng. Võ tòng liền mặc áo thắt lưng, bỏ xõa tóc xuống, rồi đội mũ đen, đeo chẳng hạn không khác gì một nhà sư vậy. Trương Thành cùng tôi Nhị nương cả cười, ôi oh, thật là kiếp trước đã định, cho nên mới được như thế. Võ tòng cầm gương soi mặt cũng phải phì cười. Trương Thanh bèn hỏi, Thuốc thuốc cười gì vậy? Ôi, đệ trông đệ cũng phải bật cười. Không biết làm sao mình lại hóa ra một nhà sư. Bây giờ đại ca, hãy cắt tóc cho đệ đi. Trường Thanh liền kéo ra cắt tóc cho võ tòng, rồi sắp sửa đồ đạc cho võ tòng đi. Trường Thanh lại bảo võ tòng để các đồ chén bạc của Trương Đôi dám lại đây, rồi đem thêm một ít tiền nữa cho võ tòng, và sai thợ khâu một cái túi gấm, đựng tờ hộ điệp cho võ tòng buộc sát vào trước bụng. Chiều hôm ấy, Võ Tòng sau khi cơm nước xong, thu thập các đồ hành lý, dắt hai khẩu dế đao vào lưng, rồi tự tạ vợ chồng Trương Thanh đi lánh nạ Trương Thanh cầm tay Võ Tòng dặn rằng, hiện địa đi đường phải cẩn thận, rượu không nên uống nhiều, không nên tranh khí với người ta, phạm các công việc chớ có làm liều, làm bạc, thế mới giữ được thái độ của kẻ tu hành, mà khỏi bị người ta phát giác. Khi nào đến núi Nhị Long thì viết thư về cho huynh Vợ chồng Huynh ở đây cũng không phải là kế lâu dài. Có lẽ này mai sẽ sắp xếp nhà cửa theo lên đó cũng nên. Hiền đệ cần phải bảo trọng và nói với hai vị đầu lĩnh là vợ chồng tôi xin gửi lời bái phúc. Bó trọng nhận lời rồi từ tạ ra đi. Vợ chồng Trương Thanh đứng trông theo một lúc rồi vỗ tay khen rằng quả nhiên rõ là một ông hành giả, không còn ai dám ngờ nữa. Các bạn vừa nghe Nguyễn Thanh đọc truyện Thủy Hử, một danh tác cổ điển của Trung Quốc tiết mục đọc truyện đến đây tạm dừng thân ái chào các bạn